Trời ơi, ôi, iPhone 3 đúng không? Bảo hành 3 tháng nữa hả? Anh đứng vô một cái rừng điện thoại như vậy, cái tiêu chí để anh lựa ra một cái anh về anh có thể sử dụng được là những tiêu chí nào? Là mẹ chiến thắng đi đây mua tại sao không em? Cái gì vậy bà? Hello, chào mọi người đã quay trở lại đây với S Channel và đây là Hậu Cung Vlog. Idea cái clip này á là tính đi chợ Nhật Tảo, xem TikTok thấy á, hả có những bạn đi những cái chợ đồ cũ, mua được những cái điện thoại, những thiết bị công nghệ với giá rất là rẻ nên tôi muốn kiểm chứng thử. Coi chợ Nhật Tảo ở trong Sài Gòn là cũng là một cái thiên đường công nghệ. Phải cảnh báo mọi người là cái bảng chợ Nhật Tảo á, nó cách cái khu bán đồ công nghệ rất rất là xa luôn, nên là mọi người để ý nha. Mọi người tới ngay ngã tư Lý Thường Kiệt với lại chợ Nhật Tảo là mọi người đã tới rồi, nhưng mà không cần đi tới cái bảng chợ Nhật Tảo cho tụi mình đâu. Mọi người search là 528 Nhật Tảo phường 7 quận 11 á thì mọi người sẽ đến được ngay cổng chợ nha. Và hôm nay tụi mình sẽ thử thách cầm 500 ngàn mua được iPhone tại chợ Nhật Tảo. iPhone nha, không thì cũng là đồ Apple. Đấy. Chưa gì đã thấy đồ Apple rồi mọi người. Đây là cái vỏ thôi. Cái vỏ thì cũng là Apple. Đây là gian hàng linh kiện áo rời. Ví dụ các bạn có thể thấy màn hình tách riêng này, vỏ tách riêng đây, màn hình tách riêng này đây. Cái rổ này là nhiêu cái vậy cô? 30 cái. Ăn đây là vỏ này hả? Có cái nào nguyên máy luôn không? Ngoài chục cây đúng không? Nguyên máy là 100 ngàn sao? 100 ngàn một chiếc iPhone em Khánh tìm được rồi nha mọi người. Nó có chạy không? Hên xui. Đúng không? Về ghim điện vô chạy là coi như hên đúng không? Trời ơi. Ôi, iPhone 3 đúng không? Bảo hành 3 tháng nữa hả? Để mình giới thiệu cho mọi người là cái mô hình mua đồ ở đây á, thì đồ cứ để ra vậy á, thì người ta sẽ không có đảm bảo được cho mọi người là mình, nếu mà mình về mình sạc được pin thì mình xài được á, là coi như là mọi người mua được một món rất là hời luôn. Để bây giờ em hỏi anh nè, với tư cách là một người đã làm công nghệ lâu năm, anh đứng vô một cái rừng điện thoại như vậy, cái tiêu chí để anh lựa ra một cái anh về anh có thể sử dụng được là những tiêu chí nào? Là mẹ chiến thắng đi đây mua tại sao không em? Cái gì vậy bà? Vậy cho bộ nè, bây giờ mình cầm chiếc điện thoại đi, anh đánh giá trên những cái yếu tố này là có thể mua về xài được. Cái này không biết luôn mọi người. Đúng mình không? Nghĩ là mình nghĩ là khi mà các bạn đi mua các bạn nên mang theo cục pin dự phòng đi. Pin luôn đi chứ bây giờ á mà không lên thì không có gì để nói luôn á em. Còn nếu mà mua để trưng bày thì mọi người cứ mua những cái mà trong màn hình nó còn tốt. Rồi thôi lấy này đi. Cái này là thấy còn nút bấm được nè rồi. Cái giá chị thưa bé. Cô ơi, bao nhiêu cái này cô? Bao nhiêu? Thôi, 80. Xuống rồi đi luôn đấy. Nói chung lựa cái này là tại vì nó có cổng lightning thì về may ra sạc thì để coi là có test được hay không. Thấy nó cũng nguyên vẹn nhất nè. Trăm luôn hả? Rồi, đã sử dụng được 100 ngàn đầu tiên mua một chiếc iPhone. Để coi với 400 còn lại thì mình mua gì nữa nha mọi người. Nãy giờ chỉ với 160.000 chúng mình đã mua được một chiếc iPhone 5, một chiếc đồng hồ Chanel rất đẹp nha mọi người. Trời ơi, tinh xảo lắm luôn. Màu Tiffany nhưng mà nhìn cái bill thì nó cũng rất là xinh. Mình thì có cảm giác rằng là cái đồng hồ màu xanh Tiffany này là nó hoạt động á. Nó sẽ chạy. Và chuỗi sự kiện tiếp theo đó vô cùng bất ổn. Tụi mình ghé gian hàng nào cũng bị chửi, cũng bị dòm, cũng bị liếc hết trơn á. Có thể là do tụi mình cầm máy quay nha, nên là bước vô khu chợ này cảm giác á hả, ai nhìn tụi mình cũng khó chịu hết trơn á. Mình với thư bé còn bị hù lại, bị tác động vật lý nữa nha mọi người. Nói chung là nhiều tiểu thương ở đây họ rất là dữ, họ không có sẵn sàng tư vấn gì nhiều hết trơn á. Cứ vô lựa thích gì thích, mua gì mua. Chưa kể là vô coi không mua là cũng bị chửi rủa nữa nha. Bị chửi quá trời là không có quay được nhiều cho mọi người, chỉ quay được nhiêu đây thôi. Đây là chiến lợi phẩm sau chuyến đi ngày hôm nay của chúng tôi. Thì mọi người thấy là lần đầu tiên tôi đi mua điện thoại mà đựng trong cái túi cửa hàng tiện lợi nha quý vị. Rồi thì mục đích chính vẫn là coi tụi mình có mua được deal hời hay không, là phải xài được. Rồi. Và cái bài test xài được hay không thì tụi mình sẽ về trong phòng tụi mình bơm pin đầy đủ cho tất cả các thiết bị này. iPhone nè, đồng hồ nè, máy ảnh. Đặc biệt là máy ảnh. Là cái máy ảnh. Cái này là cái mắc nhất ở trong chuyến đi ngày hôm nay của tụi mình. Và rất là mong, thôi cũng rất là mong là cái này là sẽ là cái ăn tiền nhất. Thực ra là cũng không có như được như mọi người mình nghĩ là trải một đống, nhưng mà thực ra cũng không có được bao nhiêu. Tụi mình ra đây, tụi mình quay lại, tại nãy có chú mới hù mình với thư bé là đánh mình thư bé, mình sợ cả là. Thôi giờ hẹn mọi người ra ngoài nhà nội nha. Bye bye. Quãng đường từ chợ Nhật Tảo về văn phòng chúng mình thì khá xa, chúng mình đi từ lúc đầu đen đến lúc đầu bạc cũng giờ rồi đó. Thì mới về văn phòng. Rồi và sau đây là quyết định coi những sản phẩm tụi mình mua được ở chợ Nhật Tảo là hit hay là miss. Rồi đầu tiên đi, theo thứ tự mua là cái iPhone. iPhone. Em đoán thích nha, chưa cần sử dụng em biết là cái này là miss rồi. Là cái này là tôi là người kiểm chứng thì thứ nhất á là tụi mình bị lừa Khánh ạ. Là đây là iPhone 5 mà thay nút của 5S. Đó, khi mà anh quay lên TikTok á thì mọi người bóc phốt rất là nhiều là tại sao mà nhìn cái này là biết nè, nhìn cái camera mà chỉ có một chấm tròn á
là 5, còn mà một cái hình viên thuốc á thì là 5S, thì đây là 5 mà thậm chí nó còn không hề lên nguồn nữa. Đó, thì cái này là miss nha. Miss nặng luôn mọi người. Miss 100.000 để được cái xác iPhone. Rồi tiếp theo là hai chiếc đồng hồ này. Thì hai chiếc đồng hồ này là mình là người có trải nghiệm cụ thể đi thay pin cho nó. Thì khi mà mình tới á, thì nói chung là cái chú á, ban đầu mình đưa ra thì chú cũng không có nhận xét gì hết, không có đánh giá gì mình hết. Thì chú vẫn ráng thay cho mình. Chú đã thay pin và nó vẫn không chạy được. Và sau đó chú mới quyết định chú hỏi mình là hai cái đồng hồ này là ở nhà con hay sao. Thì mình mới nói luôn là cái này mình mua ở trại dịch tảo, thì mình tính thay coi là mình có xài được hay không. Thì chú chỗ thay đồng hồ chú cũng chia sẻ luôn là bản thân những cái đồng hồ mà người ta bán ở đó á, những cái đối tượng thu mua chính á, sẽ là những cái người sửa đồng hồ như chú vậy. Sửa đồng hồ như chú sẽ là những người mua những cái đó về để bóc tách ở trong những cái phụ kiện. Đúng rồi. Để người ta lôi ra người ta sửa những cái đồng hồ khác. Những cái đồng hồ mà thật sự là cần sửa hơn là những chiếc này. Đó, nên là mình nghĩ là theo những cái chia sẻ của chú sửa đồng hồ thì những cái sản phẩm đồng hồ, những sản phẩm không nên mua mọi người ơi. Nếu là mọi người mua để mọi người mục đích là coi vợ thì nó sẽ không đáp ứng được cho mọi người đâu. Tuy nhiên, về ngoại hình thì đẹp. Giả bộ đẹp như đẹp. Bạn nào mà mình nghĩ là có muốn có những cái photoshoot mà kiểu như nó hơi kiểu như hơi nghệ nghệ mà cần những cái kiểu theo concept đúng không? Đúng rồi, thì mình mọi người tham khảo mua ở đây tại vì mình thấy rẻ. Nếu không phải ở chợ đồ tảo thì mình đã tin đây là đồ thật rồi. Và đây chính là chiếc sản phẩm thành công nhất. Đây bây giờ là hoạt động được là thành công đó mọi người. Đây sao nè, coi nè, coi nè. Wow. Thật ra cái này là cái câu hoạt động được là cũng phải nhờ anh Bay hãy gọi là sao kể về cái quá trình anh hồi sinh cái... Thì là ngay sau khi rồi đi mua cái đó về thì mình đã lên mạng và đặt được một cái, mình tìm theo cái model á, thì mình tìm ra được một cái cục pin của nó. Thế là mua được giá là khoảng 200, thì nói chung là cái máy ảnh 208 đúng không? 206. Sau rồi mua thêm cục pin 200 nữa thì mình thấy là 400, cũng được. 400 thì hơn. Tổng nó 400 là chưa đến 500 thì cũng được, chứ còn nếu mà đắt hơn á là mình từ bỏ rồi đó. Thì là mình đã mua về và mình nhét vào thì là nó không có vừa. Có vẻ như là kiểu như là cái đời nó khác nhau ở thị trường hay sao đó, thì cái pin nó sẽ hơi lệch một chút, nhưng mà nói chung là nó đã hoạt động rồi thì coi như là một cái sự thành công. Và chụp được hình luôn mọi người, và thật ra cái nước hình nó chụp ra cũng có một cái màu rất là nghệ. Tức là đạt được cái yêu cầu của bọn mình ban đầu, tức là mua một cái máy sử dụng được. Nói chung là digital cam thì hiện tại thì đang là trend, rất là trend luôn nha. Và chụp hình ok lắm nha mọi người ơi. Thì đây là một số cái bức hình cũng như là video clip nha. Quay được video luôn mọi người. Xin chào các bạn, đây là video quay bằng chiếc máy ảnh Kodak mình mua ở chợ đồ cũ. Ê nhà mình ơi, nói xin chào đi à. Xin chào. Trải nghiệm thì em vẫn đánh giá cao tất cả các trải nghiệm này, kể cả từ lúc mua iPhone cho tới đồng hồ luôn. Bởi vì nếu mình không mua thì mình không thực sự biết được rằng là nó có hoạt động hay không. Đúng. Và nó có đáng hay không, đúng không? Và khi mà cái lúc mà cả ba chúng mình đều đến cái chợ Nhật Tảo đấy và ngồi đấy lựa từng món một ấy, rất là vui, cũng rất là vui ý. Thực ra cũng vui và kiểu... ít ra thì cũng có cái đồ hoạt động được. Với cả thực ra là bọn mình cũng không có chuyên đi lựa đồ lắm. Với cả mình cũng không dành quá nhiều thời gian ấy. Chứ còn những người mà thực sự đam mê họ có thể ngồi lựa cả ngày chẳng hạn ấy. Họ thích thì làm. Có thể là cái trải nghiệm của họ ok, nhưng mà cũng có một số cái kiểu feedback là chợ này hơi dữ. Thường là mình thấy là đến lựa rồi không mua quay chụp này thì cũng hơi vô duyên thật. Nhưng bọn mình đã mua rồi mà cũng không có được quay chụp nữa. Trời ơi. Một số chỗ thì như chỗ bán đồng hồ thì người ta cũng rất là lịch sự, người ta bảo mình là lý do không có quay chụp được á là vì người ta sợ bị nghi là lấn chiếm lòng đường. Thực ra họ không lấn chiếm nhưng họ cũng sợ thế. Nhưng mà so với cái chợ mà ở ngoài Hà Nội mình thấy ở trên TikTok mà cái bạn gì hay quay đó, đúng rồi, là không đầy đủ bằng, không đầy đủ bằng. Ở ngoài kia còn có phụ kiện như là bàn phím này, chuột rồi các thứ, nhiều sự lựa chọn hơn và có vẻ như là cái phần trăm hoạt động được và cái phần trăm hoạt động được thì nó cũng cao hơn. Cái khu chợ Nhật Tảo hôm em đi này em cũng có để ý rồi, ví dụ như những cái bầy đổ đống như kiểu iPhone ấy, họ không thực sự không biết rằng là hoạt động hay không. Nhưng mà thực ra là cái khu camera này mình đã mua ở một cái quầy mà nó đã được chọn lọc rồi. Anh có thấy là giá nó cao hơn hẳn không? Và nó cái quầy nó bầy nó rất là sạch đẹp và món nào ra món đấy, mà chú ấy được biết được cả về cái món đấy là món gì nên mua hay không. Đúng rồi. Nếu mà các bạn muốn tập trung và các bạn ưu tiên cái yếu tố về cái việc là nó sẽ hoạt động, yếu tố thực tế của những cái sản phẩm các bạn mua, thì các bạn nên tìm những cái chú giống như tụi mình tìm. Nên là những cái đặc điểm nhận dạng người ta sẽ là người ta chạy một cái bàn ở đằng trước và người ta bày sản phẩm nhìn cũng rất là gọn gàng, nhưng mà những cái sản phẩm nó nhìn rất là random, rất là ngẫu nhiên, nó không có thuộc cùng một hạng mục. Đúng nhưng rồi, là đúng cái rồi. Chú mà tụi mình mua là chú ở trong đó chú có ảnh bán hoa, lửa này, bật lửa rồi máy chơi game rồi tùm lum tà la hết này nữa. Đó thì bây giờ như này nha, và cái chợ này mà khuyên các bạn có nên đi hay không thì là nếu mà đi để tìm trải nghiệm vui vẻ kiểu collect đồ thì cũng vui, còn nếu mà đi mà với một cái mục đích là mua về có thể đồ có thể dùng được á thì thực ra là không nên. Hên xui. Ví dụ như ngay cả cái máy ảnh này đi,
nó cũng chỉ đạt được một cái mục đích là tụi mình mua về chụp vài một vài cái bức ảnh vintage để quay video thôi, chứ nó đâu có sử dụng hàng ngày được đâu, có bằng cái camera điện thoại được đúng không? Là mơ mà mua để đồ dùng được thì là không. Rồi và vừa rồi là một vài trải nghiệm của chúng mình tại chợ Nhân Tảo. Còn các bạn thì sao, các bạn đã từng mua thử cái món đồ nào ở chợ ấy chưa? Mà nó hoặc là có một cái chợ đồ cũ nào mà nó hay ho ở Sài Gòn á, thì các bạn hãy về comment cho mình. Rồi video này kết thúc rồi, cảm ơn mọi người đã theo dõi, nhớ like, share, subscribe cho S Channel. Bye bye.